Xin chào các bạn, mình là Hiển. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cách nào để chơi được cái bài Bất Chợt Một Tình Yêu của anh Nguyễn Đức Cường. Anh Nguyễn Đức Cường mà quạt thì vãi luôn rồi. Có thể nói là anh ấy quạt rất là khủng. Các bài của anh ấy quạt rất là máu lửa, rất là kinh khủng. Hầu hết đều là nhịp 4-4. Thì hôm nay bài Bất Chợt Một Tình Yêu này cũng vẫn như thế. Và chúng do là bài này toàn là quạt thôi cho nên sẽ không có giải. Thì cứ vào đầu chúng ta quạt mầm luôn cho đến cuối chúng ta vẫn quạt mầm. Như vậy là quá đủ rồi. Nói chung là quả bài này nó không khó lắm đâu. Quan trọng ấy là chúng ta chơi đệm hát, có nghĩa là chúng ta vừa đệm vừa hát. Quan trọng là tiếng hát của chúng ta là hát được, còn cái đàn ấy nó chỉ là cái phần đệm đằng sau của chúng ta thôi. Mọi người không nên chơi nó cái gì nó khó quá thì nó cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Bởi vì người nghe nhạc người ta không cần thiết phải những cái như thế. Bao giờ chúng ta nên đánh có một cái sự gì đấy nó không khó quá, bởi vì nếu mà khó quá thì chúng ta sẽ không nhớ được lời của bài hát nữa. Cho nên là chỉ cần chơi có một tâm dễ là được rồi. Bây giờ sẽ đến với cái phần hợp âm. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào đánh các hợp của bài này, chúng ta đi thôi. Gam của chúng ta sử dụng trong phần này sẽ là gồm có La thứ, Son, Rê thứ, Fa, Đô, Mi thứ và mi thứ 7. Đó sẽ là các gam chúng ta sử dụng cho phần này. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến với gam đầu tiên. Các bạn nên nhớ là chơi bài này thì chúng ta sẽ, một là chúng ta chơi gam mở. Đúng ra ấy, thì là Nguyễn Đức Cường thì sẽ chơi ở trên gam chặn. Tức là bình thường chúng ta chơi la ở đây thì bây giờ chúng ta lại chơi la trên này. Nhưng mà ở trong phần hướng dẫn này mình sẽ hướng dẫn cho bạn cả mở lẫn chặn. Bây giờ trước tiên chúng ta sẽ đến với la thứ. La thứ chúng ta sẽ đánh như sau. Ok, bây giờ chúng ta đặt ngón trỏ vào dây thứ hai khoang thứ nhất, ngón áp út vào khoa vào dây thứ ba khoang thứ hai, ngón giữa vào dây thứ tư khoang thứ hai. Chúng ta đến như thế dăm trở đi. Đấy là la thứ mở. Còn la thứ chặn chúng ta sẽ đánh như sau. Ok, la thứ chặn chúng ta sẽ dùng ngón thứ nhất để chặn lên toàn bộ khoang thứ 5. Mọi người đếm 1, 2, 3, 4, 5 là cái khoang có dấu chấm thứ hai này. Nếu đàn mà không có chấm thì thôi, cứ đếm bình thường thôi. Chúng ta sẽ đặt toàn bộ ngón trỏ chặn lên tất cả luôn. Và dùng hai ngón này, dây ngón áp út chúng ta đặt lên dây thứ 4 khoang thứ 7. À nhầm. Đặt trên dây thứ 5 khoang thứ 7. Ngón út đặt trên dây thứ 4 khoang thứ 7. Bây giờ chúng ta sẽ đánh tuốt luôn. Đây sẽ là la thứ chặn. Tiếp theo sẽ là rê thứ. Rê thứ mở chúng ta đánh như sau. Các bạn sẽ bấm như thế này. Chúng ta sẽ bấm ngón thứ nhất vào dây thứ nhất khoang thứ nhất. Chúng ta bấm ngón út. Các bạn nên dùng ngón út, nhiều bạn sẽ đánh như thế này, dùng ngón áp út, nhưng mà tốt nhất là dùng ngón út, nó sẽ có lợi cho bạn rất là nhiều. Chúng ta đánh ngón áp út vào dây thứ hai khoang thứ ba và ngón giữa vào dây thứ ba khoang thứ hai. Chúng ta đánh như dây thứ tư trở đi. Còn đây là rê thứ chặn. Ok, bây giờ chúng ta vẫn sẽ chặn vào khoang thứ 5. Vẫn chặn hết luôn. Dùng 3 ngón này. Chúng ta đặt ngón giữa vào dây thứ 2 ở khoang thứ 6. Hai ngón còn lại trên khoang 7 của dây 3 và 4. Chúng ta tốt nhất là cứ đánh tốt luôn cho nó nhanh. Đúng ra là bạn sẽ đánh từ dây thứ 5 trở đi. Nhưng mà cũng chẳng quan trọng đâu, các bạn cứ đánh tốt luôn cho nó nhanh. Ok, tiếp theo sẽ là son trưởng. Ok, son trưởng chúng ta sẽ đánh như sau. Chúng ta đặt ngón giữa vào dây thứ 6 khoang thứ 3. Đặt ngón trỏ vào dây thứ 5 khoang thứ 2. Hai ngón còn lại vào dây thứ nhất và thứ 2 ở trên khoang thứ 3. Có nhiều bạn sẽ đánh là dùng ngón út hoặc ngón giữa đặt vào dây thứ nhất và bỏ cái này đi. Nhưng mà nói chung là tiếng cũng có sự khác biệt. Nhưng mà tốt nhất là các bạn cứ đánh đủ, nghe nó sẽ hay rất nhiều. Cái
đấy là chơi dần thì các bạn nên tập những cái thói quen tốt như là đánh đầy đủ, đừng nên đánh thế này hoặc là đừng cái này thì thường dùng để cho người ta đánh để về đô hoặc là về son bảy, nhưng mà tốt nhất các bạn cứ đánh thế này thì sau này quen các bạn chuyển vẫn chuyển được ra được là quan trọng là kỹ thuật thôi chứ không phải là bấm thế nào thì dễ hơn đâu, tốt nhất là cứ bấm nên bấm như thế. Còn son chặn chúng ta đánh như sau. Ok, chúng ta chọn toàn bộ ngón thứ nhất lên toàn bộ khoang của trên toàn bộ khoang 3. Hai ngón còn lại chúng ta đặt ngón giữa vào dây thứ tư. Khoang vào dây à đâu, đây là dây thứ ba, khoang thứ tư. Hai ngón còn lại chúng ta đặt vào dây 5. Chúng ta dây 4 và 5. Đặt ở khoang thứ 5. Chúng ta đánh tuốt luôn. Ok, tiếp theo là pha trưởng. Ok, pha trưởng về cơ bản chúng ta sẽ đánh như sau. Chúng ta nên chặn toàn bộ ngón thứ nhất vào khoang thứ nhất, cho ngón giữa vào dây thứ ba khoang thứ hai. Hai ngón còn lại chúng ta đặt vào dây thứ tư và năm ở trên khoang ba. Chúng ta đánh tuốt. Đấy là về gam pha chặn. Thường thì các bạn cứ nên chơi pha chặn, đừng bao giờ chơi pha mở. Pha mở nó sẽ gây thiệt hại rất nhiều cho các bạn về sau này. Tốt nhất là cứ tập pha chặn luôn. Còn pha mở chúng ta trông thì chúng ta cứ giữ nguyên tay như thế này, nhưng mà cho ngón giữa chạy xuống đỡ vào hai dây cuối cùng này. Chúng ta sẽ có đây là pha trưởng mở. Nếu được bạn cho thêm ngón cái lên, nhưng mà đánh thế này thì thà bạn chặn bém cho nó nhanh. Thì đứng thế này là chuẩn rồi, là quá chuẩn rồi. Tiếp theo sẽ là đô trưởng. Đô trưởng chúng ta đánh như sau. Ok, đô trưởng thì chúng ta không chơi đô chặn, chúng ta chỉ cần chơi đô này là đủ rồi, không cần phải chơi đô chặn. Đô mở chúng ta sẽ đánh như sau. Chúng ta dùng ngón áp út đặt vào dây thứ 5 ở trên khoang thứ 3. Ngón giữa chúng ta đặt vào dây thứ 4 khoang thứ 2. Ngón thứ nhất, ngón trỏ chúng ta đặt vào dây thứ 2 khoang thứ nhất. Chúng ta đánh từ dây 5 trở đi. Đó là đô trưởng mở. Chúng ta không cần phải chơi đô trưởng chặn là như thế này. Chúng ta chỉ cần thế này thôi là đủ rồi. Trong bài này chỉ cần thế này là đủ. Tiếp theo là mi thứ. Chúng ta đánh như sau. Ok, nói chung là mi thứ dễ vãi hà thôi. Bất kỳ ai cũng chơi được cái gam mi thứ này. Đó là chúng ta dùng bất kỳ hai ngón này, 1, 2, hoặc là hai ngón 2, 3, hoặc là hai ngón 3, 4. Chúng ta đặt vào. Ở đây thì theo thói quen thì mình sẽ đánh bằng hai ngón này hoặc hai ngón này, nhưng mà ở đây mình sẽ chơi hai ngón này vì đấy là thói quen của mình thôi. Mình sẽ đặt ngón giữa vào dây thứ 5 con thứ 2, ngón áp út vào dây thứ 4 con thứ 2. Đánh tốt luôn. Đó sẽ là mi thứ của chúng ta. Và mi thứ 7 thì chúng ta chỉ cần đặt riêng mi thứ 7 thì chúng ta phải chơi hai ngón này. Tất nhiên là trong bài này các bạn nên chơi hai ngón này để chơi mi thứ, bởi vì mi thứ 7 chúng ta sẽ dùng hai ngón còn lại đặt vào dây thứ nhất và thứ 2 ở trên khoang 3. Đây sẽ là mi thứ 7. Nó sẽ là như vậy. Đó là các gam mà chúng ta sẽ sử dụng ở trong bài hát này. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn phần giải phần quạt sẽ như thế nào. Ok, chúng ta đi thôi. Về cơ bản thì phần quạt thì cả bài này chúng ta quạt từ đầu đến cuối. Nhưng mà do Nguyễn Đức Cường quạt rất là tự do, không phải là bản nào cũng giống yên như nhau. Nói chung đây là cách đánh rất là tự do của Nguyễn Đức Cường. Nhưng mà chúng ta sẽ chơi ở trên một cái cơ bản nhất định. Chúng ta sẽ chơi ở trên một cái nhất định thôi. Đó sẽ là như thế này. Các gam thì chúng ta sẽ chỉ chơi theo kiểu disco, trông nó sẽ như này. Nó sẽ kiểu như thế. Còn ở những cái cơ, mỗi lần mà kết thúc một câu hát thì chúng ta sẽ quạt kiểu như thế này. Đó là kết thúc một câu hát. Giả dụ như là đoạn intro chúng ta sẽ nghe như sau. Nhưng mà đoạn intro sẽ hơi đặc biệt một tí. Chúng ta sẽ nghe nhau.
sẽ như vậy. Chúng ta sẽ riêng các đoạn chuyển thì chúng ta sẽ đánh như thế, còn các đoạn bình thường chúng ta cứ quạt disco. Còn bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cách nào để quạt disco. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm sao để chặt. Chặt là một cái mà giống như là khi các bạn chơi blue, chúng ta sẽ đánh xong đập ngón tay vào đàn, nó sẽ tạo ra tiếng này. Nhưng mà hôm nay chúng ta không chơi như vậy. Đối với đệm hát mà khi quạt, giả dụ như là điệu slow surf, một số điệu slow surf, điệu disco các kiểu, thì chúng ta sẽ phải có cái là đánh xuống nhưng vẫn do cái tiếng đấy. Các bạn thấy chứ? Đánh xuống nhưng mà vẫn có tiếng phịch 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 phịch. Đó là bởi vì là chúng ta không cần đến tay trái, không cần phải đập vào đàn, mà chúng ta sẽ đánh là chúng ta để tay như thế này, chỉ dùng tay phải thôi để tạo ra tiếng động này. Thì chúng ta để cho toàn bộ bàn tay của chúng ta khung vào như thế này. Và các bạn có thể nhìn thấy là chỗ móng này và chỗ phần thịt này, ngay phần thịt ở thẳng với ngón cái này, nó sẽ thẳng với nhau trên một đường thẳng. Nếu mà như vậy thì chúng ta giữ nguyên tư thế như vậy, quay lại đập vào đàn. Thì chúng ta cứ thẳng một cái, khi chúng ta cho móng này tiếp xúc vào phần đàn thì chúng ta cho cả phần thịt này tiếp xúc luôn vào cái dây đấy, thì chúng ta sẽ có tiếng phịch. Tiếng phịch này chính là cái tiếng mà khi bạn chặn toàn bộ phần này, các bạn hãy thử đặt áp toàn bộ cái phần này lên đàn, sau đó dùng ngón để kéo ra kéo vào như này, các bạn sẽ nghe tiếng phịch phịch phịch, bởi vì là nó không lên được tiếng. Nhưng khi kết hợp cả hai cái này cùng một lúc sẽ ra tiếng. Nhớ các bạn nhớ phải để cho nó thẳng đồng thời thì nó sẽ vào được như thế này. Đấy là cơ bản nhất. Còn một số người thích đánh theo kiểu hoa mỹ một tí thì họ sẽ đánh như này, tức là họ đánh xóa xóa vẩy cả bàn tay ra. Cái đấy thì cũng chẳng khó đâu, nó vẫn là thế này, các bạn thu hết ngón lại như thế này, thu lại thành 5 đấm, sau lúc đưa xuống thì các bạn đặt bàn tay lên, sau đó vẩy hết cả 5 ngón ra, à nhầm, 4 ngón ra. Nếu làm đồng thời và đúng thời điểm nó sẽ như này. Nhưng mà làm này chả có tác dụng nhau, nhìn cho nó nguy hiểm thôi. Nó sẽ là để dành cho những câu rồi. Hoặc là nó chỉ để tỏ nguy hiểm thôi, chứ cũng chẳng có gì đâu, các bạn cứ chơi thế này là rồi. Đó là cái trạng. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại với phần chơi đệm, phần chơi quạt. Ok, do đoạn intro ban đầu hơi bị lung tung, kiểu đánh khá là lung tung đấy, thì các bạn sẽ khá khó là tập. Mình sẽ lại ném xuống cuối một lần nữa. Còn ở đây chúng ta sẽ tập điệu disco trước. Disco là chúng ta sẽ chơi theo điệu 4-4, có nghĩa là như thế này. Xuống lên, 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 xuống lên, 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 chặt. Bình thường thì là xuống lên, chặt, lên, xuống lên, chặt, lên, xuống lên, chặt. Các bạn chỉ cần đánh kiểu xuống lên, chặt, lên, xuống lên, chặt, thế là quá đủ rồi. Nhưng nếu các bạn muốn thêm một sự tự do hơn thì các bạn bỏ bớt một số câu lên xuống, thì nó nghe nó sẽ tự do và biến thể hơn. Nó sẽ là giả dụ như là mình hay đánh sẽ là xuống chặt lên lên xuống xuống từ 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 từ, nó sẽ như thế. Nhưng mà chúng ta sẽ chơi trên disco cơ bản trước, đó sẽ là chúng tôi sẽ đánh chậm lại, nó sẽ như thế này. Xuống lên lên xuống lên lên xuống lên lên xuống lên, giả dụ như câu đầu tiên xuống lên. Nó sẽ như vậy đấy. Điều disco chỉ đơn giản thế thôi, nó không có gì khó đâu, các bạn cứ quạt một lèo như thế thôi. Nhưng mà ở đây chúng đấy sẽ là phần disco, tức là phần quạt của cả bài hát này. Còn chúng ta sẽ đi đến một kiểu quạt tiếp theo, đó là kiểu quạt nồng nàn Hà Nội. Chúng ta đi thôi. Có một số bản không phải là do Nguyễn Đức Cường hát, nhưng mà là do một số người cover thì họ vẫn chơi trên điệu của nồng nàn Hà Nội. Cái đấy thì đơn giản thôi, thì nghe cũng vẫn hay, bởi vì Nguyễn Đức Cường thường sáng tác trên 4-4. Còn cái điệu đấy cũng là 4-4 thì chúng ta có thể đánh như sau. Giả dụ là các bạn có thể quạt theo kiểu nồng nàn Hà Nội cũng được, nó cũng vẫn hay. Chúng ta sẽ quạt như sau.
thì cũng giống như cái lúc mà mình đã hướng dẫn bài bài cô đơn, bài lông lê của hai người em một, thì kiểu đánh cũng có sử dụng kiểu đánh đó nếu các bạn thích. Thì chúng ta sẽ đánh dựa trên ba thứ trước sẽ như thế này: xuống 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 lên lên xuống xuống lên xuống lên xuống xuống lên lên xuống xuống lên xuống lên. Các bạn nhìn vào cái mà mình biểu thị cần đàn ở bên dưới thì sẽ hiểu được là chúng ta cần đánh như thế nào. Các bạn nếu mà được thì nên chia rõ ra là hai cái xuống đầu tiên chúng ta sẽ xuống một nốt trầm. Xuống đầu tiên là trầm. Câu xuống tiếp theo cho xuống một nốt cao. Các câu quạt ở giữa thì chúng ta sẽ quạt ở tầm giữa thôi, tức là tầm này. Thì chúng ta nghe sẽ kiểu như sau. Như thế. Nhưng mà bài này nếu các bạn đánh theo cái điệu của Nồng Nàn Hà Nội, các bạn sẽ phải đánh rất là nhanh thì nghe nó mới thú vị. Còn nếu mà đánh chậm chậm như Nồng Nàn Hà Nội sẽ không hay, sẽ như kiểu bài Nồng Nàn Hà Nội sẽ không hay nữa, mà chúng ta cần phải đánh rất là nhanh. Nó sẽ kiểu như này. Đấy, kiểu như thế. Chúng ta phải đánh nhanh như thế cơ. Cái đấy là để dành cho bạn nào đã quen tay rồi thì cứ chơi như thế thôi. Còn nếu các bạn không quen, các bạn cứ chơi kiểu disco. Kiểu disco là có lẽ là dễ nhất ở trong cái cách chơi cái bài này rồi. Bài này là một cái bài mà chắc là các bạn sẽ không thể chơi cái kiểu mà chúng ta sẽ không áp dụng được cái kiểu đánh đơn giản ở cái kiểu đánh đơn giản ở bài này. Bởi vì đây là Nguyễn Đức Cường mà. Anh ấy sáng tác thì thật là vãi rồi, đánh rất là như kiểu đi đấm nhau ấy, đấy kiểu như thế. Thì nó sẽ rất là lung tung lộn xộn. Chúng ta phải chơi kiểu phải có được cái thần thái của cái bài hát như thế, bằng cách chơi những cái kiểu nhạc như thế, kiểu quạt như thế mới có thể tạo được thần thái của bài hát. Nó rất là bãi, bãi trời. Đấy, kiểu như thế. Đó là điệu giải, đó là hai điệu giải mà chúng ta sẽ có thể sử dụng trong bài này. Còn rất nhiều cái điệu giải khác thì nói chung cứ chúng ta cứ đánh theo kiểu 4-4 và đánh làm sao mà nhìn mà nó tạo ra cái không khí của bài này, thế là được rồi. Đây sẽ là hai điệu quạt mà mình thường sử dụng khi chơi bài này. Thì mình sẽ chỉ hướng dẫn bạn hai điệu quạt này thôi. Ok. Ok, bây giờ sẽ là phần intro. Phần intro sẽ là rất khó đây. Các bạn, về cơ bản thì phần intro này chúng ta không có giải dùng gì cả. Các bạn ấy không có giải dùng gì cả. Chúng ta cứ quạt ở mầm thôi. Sẽ như sau. Về cơ bản demo sẽ như thế này. Đó, đó sẽ là phần intro của chúng ta. Về cái vấn đề intro này thì sẽ quạt khá là tự do, không nhất thiết cứ phải theo một ai cả. Nguyễn Đức Cường, từng cái bản một của Nguyễn Đức Cường anh ý sẽ lại quạt theo kiểu hơi khác nhau một chút. Nói chung đây là do điều quạt tự do mà, thì nó sẽ như vậy. Nhưng mà chúng ta sẽ chơi trên một cái nhất định. Thì giả dụ như mình đánh như thế này, nếu các bạn thấy hay thì chúng ta xem tiếp, còn nếu không thì đánh bó tay thôi. Ok, sẽ như sau. Trước tiên các bạn nên nhớ là cả bài hát này chúng ta nên chơi ở trên gam chặn. Nếu mà ở đây thì cũng được, nhưng mà như thế thì các câu mưu của bạn nghe nó sẽ không hợp lý lắm. Tốt nhất là cứ chơi trên gam chặn, còn không cứ chơi trên này nữa có sao đâu, sao không phải là vấn đề đâu. Bây giờ chúng ta sẽ đánh như thế này, la trước. Mình sẽ đánh thật là chậm trước, nó sẽ như này. Đó sẽ là cái đoạn intro khi chúng ta chơi chậm. Ở đây thì chúng ta sẽ, bây giờ chúng ta sẽ đánh thật là rất là chậm. Slow motion nó sẽ như thế này. Chúng ta sẽ quạt xuống, một là các bạn cứ quạt như bình thường. Nhưng mà nếu các bạn muốn nghe nó thú vị hơn một tí thì các bạn hãy quạt như thế này. Chúng ta đẩy thẳng để thoải mái ngón tay ra, sau đó dùng đánh từng ngón một xuống đàn. Khi kết hợp với nhau nó sẽ như này. Đây là cách đánh trong điệu rumba. Thì chúng ta sẽ thử cái này.
nó sẽ như thế. Nếu không thì các bạn không cần đánh như thế nữa, cứ thế là cũng đẹp rồi, không nhất thiết phải thế kia đâu. Thì bây giờ chúng ta sẽ như thế này, xuống chắc, xuống chắc, xong đó chúng ta lùi về son, đi lên, đánh xuống thì chúng ta giật lên la, lên chắc, nó sẽ như thế. Nó sẽ như thế. Sau đó tiếp theo chúng ta dùng đến một kỹ thuật gọi là mute, tức là mute đấy. Thì nó sẽ chúng ta sẽ làm bằng cách là chúng ta vẫn bấm vào trên gam như thế này, nhưng chúng ta sẽ cho thêm ngón giữa hoặc là không, chúng ta cứ để như thế này, tốt nhất cho ngón giữa lên, và sau đó chúng ta chặn hờ tất cả dây lại, chặn hờ thôi, đừng không phải là bấm xuống nữa mà là chặn hờ lên dây. Chúng ta sẽ có tiếng phịch 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 phịch. Khi mà các bạn phịch pít thì các bạn sẽ kiểu phịch 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 như này, phịch phịch phịch, chỉ là từ từ phịch phịch cho nó phịch 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 kiểu thế. Về cơ bản thì chúng ta sẽ chơi như thế. Thì sau cái câu nhỉ, đánh lên, sau đó chúng ta đánh như này, xuống xuống xuống, sau đó là mute, nó sẽ như này. Đó, chúng ta sẽ đánh 5 lần cái phịch 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 phịch. Thì nghe nhanh nó sẽ như này, nó sẽ như thế. Kết thúc chỉ có cái, sau đó thì chúng ta lại quay lại cái câu đấy một lần nữa, nó sẽ như này. Sau đó thì chúng ta xuống đến rê thứ, sau đó chúng ta lại đánh điệu disco, nhưng mà disco này các bạn bỏ một cái điệu, bỏ một cái đoạn lên xuống nhỏ đi, thế nhỉ, xuống lên lên xuống, xuống lên 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 xuống lên 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 xuống lên lên. Sau đó là chúng ta lại đếm khoảng 1, 2, 3, 4, xong chúng ta vào đến rê, đây là câu hát rồi. Thì chúng tôi sẽ đánh chậm lại cái phần ở chỗ rê chứ. Đó, nó sẽ như vậy. Intro thì cũng chỉ thế thôi, bài này không khó đâu. Về cơ bản thì nó cũng chỉ có đến vậy là hết rồi, không còn gì thêm nữa. Đó là cả phần intro, phần đánh cả bài và ca ca. Nói chung bài này cũng dễ thôi, mong mọi người sẽ chơi được bài này. Chúc mọi người một ngày tốt lành. Yeah.